Double G. Hello, we are Double G. Hello. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Double G. Và hôm nay bọn mình có một cái chuyên mục là reaction vào và sau bao nhiêu ngày reaction cái MV V-pop thì hôm nay sẽ lại là một MV K-pop. MV ngày hôm nay bọn tớ reaction đó là I'm Not Cool của Hina. Yay! Chị đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng đúng không nhỉ? Gần như là hình như một năm hay là một năm hơn gì đó. Và bài I'm Not Cool này thì bọn mình mới nhìn thấy cái thumbnail của nó thôi mà mình đã thấy rất sợ hãi rồi. Trời Tại đất vì ơi. trông nó rất sexy. Mà mọi người bảo là nhận xét cái MV này là chị biến thành một con tắc kè hoa và đổi màu liên tục. Ồ, Nên thế là bây giờ rất đáng mong chờ tớ cũng không biết là nó sẽ như thế nào nên chúng ta cùng xem xem ngay MV. MV thôi. Một cái thumbnail sexy quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem MV I'm Not Cool của Hina. 3, 2, 1, go. Phew. Sexy quá mọi người Xinh ơi. quá. Xinh quá. Chưa gì đã thấy cái bốt với cả Ôi rồi hũ nhiều màu. màu kìa. Bóng lộn gọi. Màu vàng. Ồ. That's the way I like it. Xinh quá. Ô, phong cách này lạ chưa? Đi chân đất luôn á. Rồi hồng này. Nào hết thì đen rồi vàng rồi hồng. Ôi, mấy nên sơ trong đỉnh quá cậu ơi. Body đẹp nhỉ. Đẹp dã man ý. Teriopsa. Ui, lạ ghê á. Non Ui dồi, tím này cậu. Thế là đổi màu thật. Đúng, đổi màu liên tục thật. Mái kiểu cắt cắt cái mày ngố á. Sexy quá. U tóc kìa. Thần thái của Hina chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nhà có bị bé không? Không 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 bé đâu cậu ơi. Bởi vì nó rất gần máy quay của mình đến lúc thôi. Màu hồng rồi này. Đấy, đỏ hồng rồi mọi người ạ. Xinh quá, ôi. Ôi. Nhìn kia. Xinh quá. Thần thái của Hina. Hina được cái rất đỉnh đấy là có thể vừa hát vừa rap được. Và giọng nghe rất cuốn. Giọng nghe rất sexy luôn. Bộ đẹp quá này. Cái tay bồng nó rất là thích luôn á. Nhảy rất là đẹp đấy mọi người ơi. Úi dồi ôi. Ô cái gì vậy? Trườn bò gì vậy? Rắn rồi. Ôi mấy chị dancer cũng xinh nhở. Ôi giời, nhìn đằng sau kìa mọi người ơi. Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế. Không có gì đâu. Coi như tao trên đây gì nha. Xinh nhở, phối màu xinh nhở. Công nhận. Ui 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 đừng. Ám ná khổ. Ôi, thần thái dã man luôn. Trông vũ đạo bài này trông hơi vội. Nhanh quá. Kiểu vèo luôn á. Kiểu đấy. Tôi thích bộ màu đen quá. Đây à? Ừ. Xinh nhờ. Đúng là mày thay đổi quần áo liên tục á. Thực ra là tầm 6 đến 7 cái outfit. Và cả background nữa. Background. Đấy, outfit và background. Wow. Hết Vàng luôn rồi. khè. Mà nó Pination này. Pination. Mà nó kiểu như là dừng dừng pose cái đoạn cuối kiểu một phát đi luôn á. Một cái luôn ấy. Hay. Trời ơi. Pose dáng đẹp quá. Sexy quá. Ngon mọi người ạ. Ngon. Bây giờ chúng ta sẽ nên nghe lại giai điệu một một chút mọi người ạ. Nhạc sao nhỉ? Nhạc rất Ai Cập đúng không? Sập xình sập xình. Ôi xinh quá. Thật sự. Bịt bập bùng 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 đấy. Giọng của Hina rất cuốn luôn mọi người ạ. Giọng rất lạ luôn. Đấy 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 đấy. Giác này. Ngầu vậy. I'm not cool nhưng mà rất cool. Đúng. I'm not cool. Nội dung của bài này là như thế nào nhỉ? Tại vì bọn tớ không bật subtitle nên bọn tớ không biết.
thần thái quá. Giống cái nhận xét đầu tiên khi mà nghe cái bài này đấy là nhạc rất máu, nhạc kiểu sập sinh mà... nhưng mà nó lại không ắc quá mọi người. Đúng rồi, mà đúng nó giống cái vũ đạo ấy, nó đúng sống vội á. Vũ đạo rất vội, rất nhanh, nhịp rất nhanh, và cũng hay, nhưng mà hay đến một cái mức vừa phải, nó không quá, nó không quá lên mà nó trộn lẫn giữa những cái đoạn hát và những cái đoạn rap, nên là nó tạo một cái cảm giác là khá là hút tai mọi người ạ. Nhất là cái đoạn điệp khúc ạ. Đây là một thực sự là bài để cho Huyna, còn người khác chưa chắc là đã hát được cái kiểu như thế này đâu, tại vì giọng Huyna nó rất là khác. Tiếp theo về mặt hình ảnh đi. Hình ảnh và MV. Đúng là như mọi người nói là cái MV này cái màu sắc của nó rất là đẹp. Nhưng mà nó không bị rối nhá. Và nó không bị lố nhá. Nó kiểu này, đầu tiên là chúng ta với một màu vàng tươi. Vàng tươi xong rồi còn là da bóng cơ. Thế nhưng mà đến lúc khi mà mọi người phối màu rồi phối quần áo của Huyna ở giữa cái nền đấy, nó lại không hề bị lố. Nói chung là cái sự phối màu của cái MV rất là đẹp, cái bố cục của MV rất đẹp. Và tớ nhớ cái MV ngay trước đây là cái MV Flower Shower. Đấy, Flower Shower này nó cũng hoa lá cành như thế. Nhưng mà cái này thì nó lại không đến mức là nhiều màu như vậy. Cái kia thì nó ngọt ngào hơn đúng không? Đấy, đúng rồi. Dịu dàng ngọt ngào cái hơn. Cái này nó rất là mạnh mẽ và nó rất là gọi bùng là luôn á. Cá tính. Khi mà hầu như là toàn những cái chất liệu da bóng này, da bóng này kia ở đây, và những cái outfit mà không phải ai cũng dám mặc. Rồi gen dùng các thứ đúng. Chỉ có Huyna thôi đúng. Những chiếc outfit mà gọi là cộp mác Huyna luôn á. Mặc dù là một chiếc MV rất ngắn nhưng mà rất nhiều thứ để nói. Rồi là những set gọi là ngắn gọn thôi của bọn mình về MV I'm Not Cool của Huyna. Huyna đã trở lại rất là xinh đẹp sau một năm. Và bọn mình cảm thấy rất là thích cái MV này. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu mà mọi người thích video này nhớ like, cho qua channel Double Zero, follow bọn mình ở trên Instagram, Facebook, và mình sẽ để đâu đó trên màn hình. Và nếu mà mọi người muốn bọn mình reaction thêm bất cứ một cái video nào, một cái MV, một cái dance practice, bất cứ một cái video nào hay ho, thì hãy comment cho bọn mình biết ở bên dưới, và bọn mình sẽ cố gắng ra video cho mọi người. Yeah, một lần nữa, we are Double Z. Tạm biệt và hẹn gặp lại.